Rồi, hiện trạng em đam mê xe Mobilus, hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2024. Sau khi đã kiểm tra tất cả các chi tiết trên xe rồi, thì hôm nay mình sẽ chuẩn bị gửi cho em gái ở miền Tây nha. Em này thì đặt xe mình ngày 15 tháng 10 năm 2024. Hôm nay đã hoàn thành rồi, mình sẽ chuẩn bị đóng gói thì gửi cho em gái. Thì trước khi gửi thì mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu xe Mobilus 244960 này để cho anh em cùng biết nha. Rồi, cảm ơn cả nhà, mời cả nhà theo dõi. Rồi, thân chào anh em đam mê xe Mobilus nha. Hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2024. Giới thiệu với mấy anh em mẫu xe Mobilus 244960, màu trắng cam mây. Xe này cũng đã có chủ rồi nha anh em. Xe này đã được em gái miền Tây đặt hàng ngày 15 tháng 10. Hôm nay mình đã hoàn thành xong và chuẩn bị gửi xe cho em gái nha. Thì trước khi gửi mình giống như xe trước, mình sẽ kiểm tra tất cả các chi tiết, các bộ phận trên xe. Và đóng gói gửi cho em gái. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ lược về mẫu xe này cho anh em cùng xem nha. Đây là phần đầu của xe, phần này là mình sử dụng bi đông cao nha anh em. Mẫu này là lúc nào mình sử dụng bi đông cao, cảm giác lái rất là thoải mái luôn. Giới với mẫu xám này thì mình sử dụng tay thắng thuận, còn đũa thì tay thắng ngược. Anh em xem nha, mấy cái cụm này là mình đã xi hết rồi, mình không có sơn nha, cũng không có để gì. Đây là phần nút chuông, này là kèn hơi, này là ga, rất nhẹ nha anh em. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu phần đầu. Phần đầu trước của xe, đế dội sáu móc này là không có đồng hồ. Phần này là phần cooldown bằng thau, kết hợp chung với các chi tiết bằng thau, gọng dây trước, gọng dây giữa, ốc chân phụ, gọng dây giữa, chỉ sườn, tem thùng xăng, đây, tem sườn. Tất cả chi tiết này mình đã đánh bóng và phủ keo nha anh em. Độ thau rất là đẹp nha. Màu trắng này kết hợp với màu thau rất là sang trọng luôn, rất là đẹp. Anh em nhìn tổng thể rất đẹp nha. Đây là phần trước của xe, logo Mobilus, logo mẫu số 2 bên mình. Cái này là Atimon Duxi nha anh em. Mẫu này mình đã làm từ lâu rồi, anh em xem nha. Có thể so sánh với hàng thị trường luôn, rất là đẹp, rất là khác biệt luôn. Phần này phần sơn bên mình. Sơn thì đối với anh em thì mình đã nói rồi, sơn thì ở Sài Gòn hay bất cứ chỗ nào cũng rất là nhiều chỗ sơn, rất đẹp. Mình làm từ từ thì mình quen thôi, rất là đơn giản nha anh em. Ok, rất đẹp, chỉ nè anh em, 1.2 ly. Nhuyễn rất đẹp nha. Phần này phần bánh trước của xe. Bánh là mình sử dụng vỏ mới, niềng mới, căm mới, tất cả đều mới nha. Bố thắng này đùm sử dụng đùm MBK và Pro xài chung. Anh em có thể sử dụng đùm xe đập điện hay đùm zin nói mình nha. Cái đó thì giá thành nó rẻ hơn, mình vẫn có hàng nha. Rất là ok. Đây là phần máy của xe. Máy này sử dụng máy tròn nha anh em. Xe tròn là máy tròn, ok. Máy thì mình đã bắn cát cho làm lại rồi, anh em chỉ về việc sử dụng thôi. Rất là ok luôn. Máy này thì mình bảo hành cho anh em 1 năm nha. Anh em mua xe bên mình thì mình hỗ trợ phụ tùng và linh kiện miễn phí nha anh em. Rất đẹp. Còn mẫu vững nha anh em. Tiếp theo là mẫu vững. Mẫu vững này là mình theo mẫu zin nha. Mình làm theo mẫu zin của xe. Nhìn đồng thanh đồng thủ cái xe mình rất là đẹp luôn. Hai bên rất là cân xứng luôn. Rất là đẹp. Anh em xem nha. Đây tem. Tem logo. Tất cả đều ok. Đây logo bên mình luôn. Rất đẹp nha. Đây là phần cặp tay của xe. Đây là logo mới bên mình luôn. Đề canh mới rất đẹp nha, anh em xem nha. Chỉ này mình đi một cái chỉ lớn để cho cái xe mình nó nổi bật lên cái xe mình. Còn phần trên đây thì chỉ nhỏ thôi. Rất khác biệt. Còn dĩa Gura. Đây là dĩa Gura hàng dập nha. Anh em có thể so sánh với hàng thị trường luôn. Chỉ này rất là thẳng và rất là ngay luôn. Rất ok. Đây, còn phần này phần dầu dĩa mình đã uống lại mình xi luôn. Rất là dày dặn luôn, rất khác biệt. Bidan cũng vậy luôn nha anh em, rất là chắc chắn luôn. Hàng này cũng không có trên thị trường vậy anh em. Hàng rất là cứng chắc, rất là ok luôn. Anh em được sử dụng được rất là lâu dài luôn. Đây là ốc cặt te. Này là phần bình xăng của xe. Đối với sáu móc này là bình xăng tròn, trồng vô cặp yên nha nè, rất đẹp. Bầu tròn. Tay mình đã đánh bóng nè, là phủ keo nha. Sử dụng rất đẹp, anh em xem. Rất là ok. Đây, phần này phần sau của xe. Sử dụng bánh 19, cũng giống như bánh trước luôn. Trăm niền, vỏ mới, tất cả đều mới nha, rất đẹp. Đây là tán keo nè, mình tán inox nha nè. Tán keo. Mình muốn khuyên anh em nên sử dụng những con tán này cho nó chắc chắn cái xe mình nha. Rất ok. Các chim này mình đã đánh bóng rồi luôn rồi, mình không có để gì luôn nha. Từng chi tiết nhỏ mình đã đều làm hết rồi. Sơn mới, dĩa mới, tất cả đều mới hết. Rất là ok. Đây phần trước của xe. Này là yên ngồi trước, có tem anh lơ. Rất đẹp. Đối với cái xe màu trắng thì mình kết hợp bộ túi da bò phối chung với màu kem đậm. Này là theo yêu cầu của em gái nha. Mình vẫn làm được nha. Anh em xem nha. Da bò, kem đậm, da bò kem đậm, hai túi là sao. Xe bên mình lúc nào cũng full option nha anh em. Giờ anh em không thích cái món nào thì mình gỡ ra nha. Lúc nào cũng gắn đầy đủ đồ cho anh em nha. Hai túi nhìn xe đằng sau đồng thanh đồng thủ luôn, rất là cân xứng, rất là đẹp. Anh em nhìn nha, này là phần nắp xăng. Đây, nắp xăng này mình giật lên giật xuống nha anh em, rất ok nha. Còn cái này là khóa xăng, mình dẫn theo chiều kim đồng hồ là khóa, còn chiều kim đồng hồ là mở. Khóa bên mình làm rất là nhẹ nha, anh em sử dụng rất là dễ dàng luôn, rất là ok. Đây là phần sau của xe. Đèn lái này là đèn lái hàng Pháp sản xuất mới nha anh em, rất khác biệt nha. Ốc tán là rất là khác biệt. Còn hàng Việt Nam sản xuất thì nó khác. Hàng này hàng Pháp sản xuất mới nha.
nhìn rất là khác biệt nha, anh em có thể so sánh luôn. Đây là đề can bên mình nha, đề can mới rất đẹp. Rồi, đùm sau vẫn sử dụng đùm lớn, bố thắng rất là an toàn luôn, rất là chắc chắn. Anh em đi xa hay là mình chạy sử dụng đều ok nha. Gác chân là đánh bóng rồi nè, rất đẹp. Băng sên mới, sên mới, dầu dĩa mới, tất cả đều mới hết, cũng rất là dày dặn, rất là cứng chắc luôn. Rồi, máy này mình sử dụng vẫn sử dụng là bộ máy màu lưỡi MBK nha, rất là ổn định, đèn kèn chuông rất là sáng, rất là an toàn luôn. Anh em thích bộ lưỡi cũ thì alo cho mình nha, vẫn có hàng nha. Nhưng mà mình khuyên anh em nên dùng những bộ lưỡi như vậy nè, xài rất là ok luôn, rất là ổn định. Rồi, bây giờ mình nổ máy cho anh em cùng nghe nha. Mình bóp e nha. Máy rất là nhạy nổ nha anh em. Anh em mua xe bên mình thì mình hỗ trợ máy 1 năm nha. Các chi tiết trên xe mình hỗ trợ miễn phí nha anh em. Anh em có trục trặc gì thì alo cho mình nha. Đây là phanh trước, đây là phanh sau. Cái xe Mobilab này ngoài cái xe đó thôi, mình còn yếu tố thẩm mỹ nữa nha anh em. Mọi chi tiết mình phải hoàn hảo nha. Tem mạc chuông rồi mình gắn đầy đủ hết. Logo, ốc tán, từ chi tiết nhỏ luôn, tán inox, tất cả mọi thứ đều ok nha. Mình giới thiệu anh em để anh em hiểu hơn về xe. Mình không phải nói để chú ý bán cái xe của mình nha. Anh em nên xem lại nha. Có gì cần tư vấn alo cho mình, mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Rồi, anh em có nhu cầu đặt hàng giống như xe này thì alo cho mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi clip của mình nha. Cảm ơn anh em.